cộng đồng tiểu bang New South Wales, quý vị chủ tịch các hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội và tổ chức, quý vị niên trưởng và toàn thể quý vị đồng hương, anh em chiến hữu cũng như các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Lời nói đầu tiên của tôi là xin phép được cúi đầu chân thành kính chúc toàn thể quý vị, riêng cá nhân và gia đình, năm mới Quý Mão được mọi sự an lành, hạnh phúc và sống đời sống sung túc, mặc dù đang tạm dừng đến xứ người. Riêng về đại cuộc chung thì tôi xin cúi đầu cầu nguyện cho tất cả chúng ta, những người đang sống lưu vong trong tình hoài vọng cố hương, chúng ta phải cho tôi thưa chuyện về một vài cái Tết trong lịch sử chúng ta mà tôi thú thật là cách đây năm 10 phút tôi đứng nhìn lá cờ của chúng ta và bỗng nhiên tôi đã chảy nước mắt. Nước mắt cuối đời của một người đã đấu tranh và vẫn chưa thấy sự thành công của dân tộc. Nước mắt vì thấy ngay cái mảnh đất quê hương thứ hai của chúng ta tạm dung trên đất người gọi là cộng đồng ngày hôm nay cũng không có thể tổ chức được hội chợ hàng năm vì bao nhiêu sự đánh phá tham vọng cá nhân bè phái đã làm cho chúng ta không còn nơi quy tụ để ôm nhau, để tâm sự, bắt tay nhau trong tình đoàn kết của anh em đồng hương. Và tôi đã chảy nước mắt trong cái ngày vui tân niên này. Thưa quý vị, trong lịch sử chúng ta có một cái Tết mà không bao giờ có thể quên được nếu như chúng ta còn sống, và các thế hệ tương lai cũng sẽ không bao giờ quên. Đó là cái Tết Đống Đa, mồng năm Tết Kỷ Dậu năm 1789, có nghĩa là cách đây 234 năm về trước, Đại Đế Quang Trung và lòng dân đã vùng dậy để đập tan 20 vạn quân Thanh từ miền Bắc xâm chiếm quê hương của chúng ta. Đó là cái Tết Đống Đa lừng danh vàng son trong lịch sử dân tộc. Nhưng bên cạnh đó, cách đây 55 năm về trước, chính cá nhân hèn mòn của tôi đã đứng bên một cái hố sâu đào lên từng cái xác chết của Tết Mậu Thân năm 1968. Có những xác chết của các cụ già, các em bé và luôn cả một linh mục người Pháp, một giáo sư người Đức, không hiểu tại sao lại bị chôn vùi giữa một vùng đất vào đêm 30 Tết và những ngày hưu chiến đầu năm do hai bên miền Bắc và miền Nam đã ký kết một cách lâm tặc. Người không sáng để lừa dối, người không sáng để đếm máu của đồng loại, để nhuộm đỏ lá cờ máu của cộng sản đến ngày hôm nay. Và hơn 2.800 người đã bị chôn vùi trong hố sâu, và hơn 3.000 đã bị thủ tiêu không biết chết ở đâu. Gần 6.000 người đã chết trong Tết Mậu Thân. Và ngày hôm nay chúng ta dưới lá cờ của quốc gia nơi sống lưu vong này, chúng ta tưởng niệm những người đã chết, xin phù hộ cho chúng ta tiếp tục đấu tranh vượt qua mọi trở ngại của lòng người, của tham vọng cá nhân, của bè phái, của thù ghét, để chúng ta giữ vững được cái tinh thần đấu tranh đồng hành cùng dân tộc. Và tôi xin cầu chúc cho quý vị, không phải ngày hôm nay chúng ta đến rồi chừng 3-4 giờ chúng ta về, mà hôm qua tôi đã thấy hình ảnh của các em, các ông, các bà
để treo cây nêu lên, để dọn trang trí bàn thờ, để quét dẹp hội trường. Thưa tất cả những điều đó xin dâng lên cho Tổ quốc, và tôi cầu nguyện cho quý vị chủ tịch ban chấp hành làm thế nào để bình tâm giải quyết vấn đề trong tình tự của dân tộc, gạt phăng đi tất cả những tham vọng cá nhân để hủy hoại dân tộc của chúng ta trên đất lưu vong. Ngày hôm nay trong hội chợ Tết tại Toronto, Canada, thay vì rước lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thì trên màn ảnh của hội chợ đã chiếu lên lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản, đẫm máu của dân tộc. Rồi các hội chợ ở bên Hoa Kỳ đã tranh giành nhau và yêu cầu không được mang cờ vàng ba sọc đỏ vào trong hội chợ. Và ngày hôm nay trên đất Sydney này, chúng ta đã không còn có thể tổ chức được hội chợ như vậy, thì chúng ta chỉ còn ôm nhau mà khóc nếu như không tiếp tục đấu tranh. Tôi cầu lại quốc tổ, cầu lại tất cả những quý vị đã hy sinh vì Tổ quốc, ban ơn lành xuống cho ban chấp hành cộng đồng, cho tất cả đoàn thể, tất cả quý vị, cho chúng tôi được tiếp tục sống dưới cờ vàng ba sọc đỏ trong cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta ngày hôm nay, chứ không bao giờ để ngày mai chúng ta sẽ thấy lá cờ đỏ nơi đây. Tôi xin cầu nguyện và xin cầu chúc cho toàn thể quý vị tha thứ cho tôi đã giải bày tâm sự của tôi quá giờ, và đó là cái tâm trạng của một người lưu vong, một người lính già. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.